Tôi thấy một thực tế rất là lạ. Chúng ta sẵn sàng bỏ ra hơn 30 triệu để chúng ta mua một con iPhone mới ra mắt. Hoặc chúng ta có thể bỏ ra 3-40 triệu để chúng ta mua một cái túi sách, một đôi giày. Thế nhưng khi chúng ta suy nghĩ về việc là bỏ ra khoảng 2-30 triệu để mua một cái máy lọc nước, tạo kiềm, một sản phẩm liên quan đến sức khỏe, thì chúng ta lại rất thờ ơ. Cơ thể của chúng ta thì có 3 thứ là quan trọng nhất. Quan trọng đầu tiên phải kể đến đấy chính là về khí thở. Quan trọng thứ hai là về nước uống. Và quan trọng thứ ba thì mới là về đồ ăn. Hôm nay tôi rất vui khi kho Nhật Bùi Huy lại có điều kiện để lắp một cái máy lọc nước tạo kiềm Livelac SD501 cho nhà chú Cường ở chung cư The Melo, Mỹ Đình. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng với lại chúng tôi đến nhà chú Cường để lắp máy lọc nước tạo kiềm cho chú các bạn nhé. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại chung cư The Melo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong xem là địa hình lắp đặt như thế nào và chúng ta sẽ tiến hành lắp máy. Cũng xin chia sẻ thêm với các bạn thì ở chung cư The Melo này, ngoài chú Cường ra thì kho Nhật Bùi Huy đã lắp rất nhiều máy lọc nước tạo kiềm tại đây rồi. Những vị khách ở đây rất thân thiện. Khi mà dùng sản phẩm tốt thì họ sẽ giới thiệu cho nhau và rủ nhau đi mua. Đây là lý do mà kho Nhật Bùi Huy có rất là đông khách ở tòa nhà này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu vực bếp. Như thường lệ thì trước khi lắp, chúng ta sẽ test cái nguồn nước của nhà khách. Hiện tại bây giờ nhà chú Cường đang dùng đấy chính là một cái máy lọc nước RO. Cái máy lọc nước RO này thì không chỉ nhà chú Cường dùng, mà đến 90% tất cả các hộ gia đình ở Việt Nam thì đều dùng cái máy lọc nước RO này. Nhưng có một cái thực tế mà chúng ta không biết đến, đấy chính là 90% các cái mẫu máy lọc nước RO đã dùng qua nhiều năm thì đều cho nước có tính axit nhẹ. Đấy là cái thực tế mà khi đi lắp đặt tại nhà khách thì kỹ thuật kho Nhật Bùi Huy test cái nguồn nước từ cái máy RO này ra và cho thực tế là như vậy. Nếu như các bạn đang dùng một cái máy lọc nước RO như thế này thì các bạn hãy thử mua dung dịch thử độ pH về để chúng ta test cái nguồn nước của chúng ta xem có đúng là đang dùng nước axit không nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ cái bộ lọc thô ra, bộ lọc RO ra, và chúng ta thay vào đó là ba cái cốc lọc thô mà kho Nhật Bùi Huy cung cấp. Ba cốc lọc thô này thì nó không đơn giản cấu hình như là ba cái cốc lọc trong máy RO đâu, mà nó sẽ có một cái cấu hình tốt hơn rất là nhiều. Cụ thể là tôi đã chia sẻ với các bạn rằng là trong ba cốc lọc này sẽ có một cốc lọc than hoạt tính được đốt từ gáo dừa Trà Bắc, và một cốc hạt la sét của Đức để khử cặn canxi, và một cốc lọc bẩn để sau khi đi qua ba cốc lọc này thì sẽ đảm bảo để chúng ta sử dụng máy lọc nước tạo kiềm. Tôi biết được là rất nhiều khách hàng vẫn còn đang băn khoăn, không biết được là giá trị thực của cái máy lọc nước tạo kiềm này như thế nào trước khi đưa ra quyết định mua một cái máy lọc nước tạo kiềm, tại vì giá thành của nó thì cũng không hề nhỏ. Nhưng mà các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, tại vì về cái máy lọc nước tạo kiềm này, với thị trường Việt Nam thì nó là một cái sản phẩm mới, còn với thị trường thế giới thì họ đã sử dụng được hơn 40 năm nay rồi. Và tất cả những thị trường đã sử dụng máy lọc nước tạo kiềm này là những thị trường mà rất khó tính. Ví dụ như là thị trường Nhật Bản hay là thị trường châu Âu, họ rất khắt khe về các cái điều kiện an toàn liên quan đến sức khỏe. Thế nên chúng ta hoàn toàn yên tâm khi chúng ta được tiếp tục trải nghiệm với công nghệ này. Nếu như các bạn để ý một chút thì ngay phía sau lưng tôi đây là một con tủ lạnh nội địa Nhật, điện 100V, cũng được chú Cường mua tại kho Nhật Bùi Huy cách đây hơn 2 năm rồi. Và máy lọc nước tạo kiềm này là sản phẩm thứ 3 sau một cái máy giặt. Đó, và tôi tin chắc rằng là chú cũng sẽ rất là hài lòng về cái sản phẩm này. Sau khi lắp xong thì như thường lệ thì kho Nhật Bùi Huy sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng cũng như là test nước để cho khách hàng yên tâm để chúng ta sử dụng những cái mẫu sản phẩm liên quan đến sức khỏe như thế này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.